Cái ở trong chỗ ngồi này, hai cái máy Garmin màn hình 12 inch 7212 là máy 12 inch đấy. Hai cái coi thời tiết rồi coi cá cũng được gì hết. Tay lái này đựng cá, đựng đồ, đựng cá. Cái hầm này đó là làm lạnh được luôn này. Ở trong này ngăn hông thì có phòng vệ sinh. Mình cái phòng vệ sinh mở cửa ra đây. Ở trong này có phòng vệ sinh. Có phụ nữ đi này kia thì phòng vệ sinh thoải mái. Tại lại cho nó quay ngang rồi đó, tắt luôn. Nước nó đang lớn nên sóng gió hơi lớn chút, sóng giờ khoảng 1 mét. Mình ra ngoài kia chút xíu thì nó đỡ hơn. Ra ngoài kia mình câu cá mồi xong rồi đi, lại đi hơi trễ chút. Bắt mồi, kéo mấy cá bắt má bắt mồi. Cá bạc má không, cái con này nửa ký con đó, chục lắm rồi. Ồ, đây là 5 con này. Ồ, nhẹ nhẹ nhẹ. Cá bạc má nửa ký con không á. Nước rồi ngoài câu mồi rồi, bỏ vô. Đây. Trời luôn hả? Ở nằm sau này, sau lưng này. Nó thì nhiều một chút. Thôi để trì hoãn nó cũng được. Con này. Ui, giờ 3 con. Anh mạnh. Ủa, cái thú nào 4 là được bao á. Đâu, nó cắn kia nữa. Hả? Cái đó là cú đè.
barracuda nữa. Giờ anh barracuda. Cánh tôm luôn. Tôm tìm cá hết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Hết máy hết cỡ rồi. Giờ anh tin em nói anh là mấy cái ổ này ra đi không được. Tin chưa? Máy siết hết cỡ một cái mà nó kéo vào luôn. Đó, em mà chắc. Em mà chắc đấy. Chắc. Chắc là mắt là ổ yếu quá. Ổ yếu quá. Đây, dưới chân này. Mất hết. Thì nó câu con cá bự luôn đó mà nó chơi còn có lửa con rồi. Ô, phải cân ngân. Thôi, làm mồi thôi. Ôi giời. Trời ơi. Một cặp cá mở màn với cá con. Em mới bắt đầu ngồi đây này. Con đó nó gọi cá gì vậy ta? Sắc cơ. À, sắc cơ đó đúng rồi, là nhìn thấy không thấy cái đầu nó không biết. Giò ép, nó cứ bám theo bụng mấy cá lớn á. Ô. Ngân. Cá nữa. Ô, con dê ai gì nó theo đây em biết. Sứa. Cá gì. Rồi, đây. Nó đấy. Đó, đi lan đấy. Chưa đúng rồi. Kéo được khoảng 20 phút nữa đứt nha các bạn. Không biết cá gì giống như cá thiệt cá mập. Đó vậy đó, dữ vậy đó. Hơi mệt nhưng mà có cá là nó có cái gần
Thích cua lờ hả? Thích cua lờ hả? À, thiệt luôn á. Dạ, dạ. Thiệt luôn á. Bóng rồi chứ không biết là ôi. Xong luôn nữa. Oh man. Thì chắc chẳng lẽ con nào đi ngang qua tắt. Nấu lẩu luôn. Cá tươi lọc thịt lẩu. Đó. Nữa Bilaner của Mỹ giờ lớn thế. Rồi, giờ có lẩu nè, lẩu nó chín nè, lẩu chín cá tươi. Xuống sông luôn à? Như vậy đó. Em phải chắc nó như vậy đó. Không phải mình không đâu. Rồi, phải
lên lút chưa? Nó lút nào? When you go up, you tag right away. Reel in right away. Đó, bay vô. Đây là hy vọng dính cá cam. Nó anh chạy chỗ này là cá cam. Đây, đây. Hai tên dính nhau nữa. Rồi. Quần quần hạ dây quần hai vướng vào nhau. Ồ ấy chơi kìa. Đang là khoai chân là đánh tên là phai không? Ừ. Cứ giữ vậy đó. Cho nó mệt đi. Chứ đi là phải tao ách thứ hai. Quá hết chưa? Có chừng máy 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 cho nuôi chồi chưa? Máy tắt rồi mà. Máy tắt máy rồi. Đang đi ra không sẵn một máy rồi mà không sao đâu. Đừng có nhấc. Đừng gãy cần. Dẫn giữ ngay giữa cái cần đỡ gãy chứ không mà nó cắn lại lâu mà. Ai cả đi. Không phải cá mà bị té rồi. Cái này là té hồi hộp. Cái quần nó dính vô trong đây nè. Ờ, xíu từ gì. Thằng cá cam này là nó là thứ rồi lại là phao mà. Nó là mạnh lắm. Không cái cam là chạy là mạnh chứ dữ luôn. Thằng này nó không chịu chạy đi ha. Muốn phiêu không này? Không. Không đi không này. Cái ly rồi gì vậy? Trăm. Mình đưa cho mình mắc câu lệ, người ta bảo là mình đã đéo mẹ xui từ sáng đến giờ nữa. Mình phải nói trước đi chứ. Tôi giữ nào thì cứ giữ. Tôi giữ thôi, đừng ai nói gì nhá. Mình xui từ sáng đến giờ rồi. Cái dây nó mục thịt, hồi nãy mình thử. Đứt. Đứt. Lâu quá rồi nó lâu quá. Tại nó biển là nắng. Ờ, năm anh phải thay. Để bên kia. Này rồi. Này cá cam nó hộp không? Nay câu nó bị đứt, nó sẽ mới hụt 700 con rồi, bây giờ mới dính nó dính lại. Sáng nó ăn 700 con về bị đứt dây hết. Cứ nó lên mình quay vô, còn nó mà phải để nó phải. Hồi trước kia đi nọt cao nào vậy, thằng nào đòi đi câu cá cho bự. Đến lúc đi ra mà câu mấy bluefin á 300-400 pound, mấy anh ngồi vô anh chỉ giữ được vậy trong 5 phút rồi thôi. Thằng nào vô thay cho tao chứ, bỏ quay một cái đi ra không quay luôn. Giữ hai tay giữ, gần giữ không nổi luôn. Quay vô, đó, nó mang rồi đấy. Nó đang lên đấy.
chung. Rồi. Đây là chun. Đây là chun. Bay vô. Để chung. Nó chụp lên rồi. Ở đây 30 phút vậy đứt luôn nha các bạn nha. Đây là kéo cái cam đây. Ô, ý, ý, ý. Nhanh. Rồi, rồi. Ôi giời. Không biết. Nhưng mà dính vậy là được rồi. Được rồi. Con Sigamano nó khoái lắm. Đèo mày. Chạy mất con rồi. Dính mấy con mà nó chạy mất rồi. Nó đó. Ngay rãn mà. Nó đó. Ui trời, đập hết mấy cái mồi luôn rồi đó hả? Bên nó phải kéo lẹ. Ừ, nó phải giật xuống. Đó. Thôi sao? Đó. Ui. Đó smoking anh đâu? Chạy như vậy nó mới được king rồi. Đó, cái đó là smoking á. Không có king đâu. Người ta nói king. King. Nó chạy tí là mệt à. Không mà cứ để nó chạy người đó nó vô ràng nó đứt giờ ấy. Hay là móc vô rạc rồi đấy. Có. Đừng có nói móc vô rồi nha. Nó chạy vô rạc thì ồ còn được, còn được. Nó còn kéo. Rạc rồi. Có đâu. Con lên mà. Ra ngoài rồi mà. Ngoài lãng rồi mà. Đó. Vô rạc à. Vô rạc. Không để chạy vô rạc. Úi. Vô rồi hả cậu? Dạ. Úi. Thôi mình đừng có mừng làm gì. Thôi, thôi, cậu Long. Đây khu ra nhỏ, đưa lên đây, nó thu nhá. Nó không táp vào chân mà táp bể ống nước bên này chứ. Mới tay đó chứ. Đó, đó, đó nè, em miệng nó kêu kìa. Ôi, dính. Kéo lên. Lần lượt có 2 con, 3 con không á. Nửa ký con, nửa ký con luôn. Wow, nó mở không nha. Wow. Cái gì đâu mà không thấy con luôn. Hai con to thế. Oh, blue. Đã vậy. Yeah, blue. Cái này blue chứ không phải là cá anh. Ôi, vậy là nó bắt nó tới theo bầy cá mồi đã tới đó. Mấy con ruồi này ghê thiệt. Cá blue là cẩn thận đó nha, răng nó bén lắm á. Có kìm á. Trời, mấy con ruồi dòng dòng nó hăng dữ vậy ta. Hai con blue. Cái hành đồ chút xíu ở đây đầy hành quá. Mồi hư thế rồi. Bắt mấy con à? Không còn.
chiên giòn lên là nước mắm nó ngon lắm. Cái chim nó vô lại rồi đây, ui sát tự này. Ui giời lần đó. Mập quá trời ha. Cái ngân ăn từ hết câu luôn. Bóp hai bên mang bột chưa này. Mình gỡ cho nó dậy nữa. Có cái dậy là dính mấy loại rau khác. Bày nó trở lại không? Câu giờ biết đã. Tôm gì cứ thả nó ăn nè. Thôi câu này là sướng lắm rồi bác Tám ạ. Chốt thử hết rồi. Đấy có cái giò đồ giò cá kia vô. Đó, rồi đó. Ui. Đó, rồi. Dạ. Bầy nó lượt theo nữa kìa. Ơi à, phải mấy con nữa. Đi. Mấy con lượt theo, được hết rồi. Vui rồi, vui rồi. Thôi mình câu được vậy là vui lắm rồi. Ngân
kia. Hồng cá ngân và cá tệ tệ quá. Hồng giờ mà lấy đá tí giờ sao riêng xuống nổi hả? Bỏ đá cho tí này sao riêng xuống nổi. Bây giờ mình bưng xuống nó đi. Okay. Xong rồi trên đá đổ xuống, đổ xuống. Ừ. Thì trước sau gì cũng... bà con nha, chúc bà con một ngày vui vẻ. Có dịp mình đi săn nữa mình sẽ upload video lên. Chúc chào bà con.